xin chào mừng các bậc phụ huynh đang nuôi con nhỏ. Hẳn các bạn đã từng phải đối mặt với tình trạng biếng ăn sinh lý ở trẻ nhỏ và cảm thấy rất là lo lắng và không biết phải làm sao. Thì hôm nay Tuấn sẽ cùng các bạn sẽ khám phá cũng như chia sẻ các bạn những bí quyết giúp các bạn khắc phục chứng biếng ăn này một cách hiệu quả. Như các bạn biết, chứng biếng ăn sinh lý là một cái tình trạng thường gặp ở trẻ nhỏ khi bước vào cái giai đoạn phát triển khác nhau của cơ thể. Biếng ăn sinh lý thường diễn ra trong một giai đoạn, một thời gian rất là ngắn và ít gây ra nguy hiểm. Tuy nhiên, nếu cha mẹ không theo dõi tình trạng này, có thể chuyển biếng ăn tâm lý đó sẽ trở nên khó khăn và sẽ khó khắc phục hơn. Trước hết thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem cái chứng biếng ăn sinh lý nó là như thế nào. Biếng ăn sinh lý đấy là một cái tình trạng trẻ đột ngột lười ăn hoặc là ăn ít hơn so với bình thường trong khoảng thời gian từ 1 cho đến 2 ngày, thậm chí có thể kéo dài cả tuần. Và có nhiều đứa trẻ không những kéo dài tới 1 tuần mà có thể cả 2 tuần hoặc 3 tuần tùy theo từng giai đoạn của đứa trẻ phát triển. Trẻ có thể gặp phải tình trạng biếng ăn sinh lý nhiều lần trong suốt quá trình phát triển của trẻ. Cái thời điểm xảy ra đối với trẻ đấy thì có thể là cái thời điểm bắt đầu ăn dặm này, giai đoạn mọc răng này, hoặc là giai đoạn tập đi này, tập nói, vân vân, tùy theo từng các cái giai đoạn. Và giữa trong các cái giai đoạn này thì cơ thể trẻ có sự thay đổi về mặt sinh lý, từ đó sẽ dẫn đến tình trạng biếng ăn sinh lý. Biếng ăn sinh lý thường không để lại cái hậu quả nghiêm trọng, nhưng các cha mẹ cũng không nên chủ quan và cần phải theo dõi cũng như tìm hiểu nguyên nhân này, rồi có những các cái biện pháp để sớm tìm ra cách hỗ trợ giải quyết cái tình trạng biếng ăn cho phù hợp. Và tiếp theo đấy thì bác sẽ liệt kê một số các cái biểu hiện của biếng ăn sinh lý ở trẻ nhỏ. Các mẹ hãy để ý xem con mình có thuộc ở một trong cái trường hợp sau đây không nhé. Trường hợp thứ nhất đấy là trẻ gì đột ngột lười ăn. Đây là một cái biểu hiện đầu tiên và rõ rệt nhất khi trẻ bị biếng ăn sinh lý. Trẻ nhỏ có thể chỉ ăn vài thìa này hoặc gần như là không ăn bất cứ thứ gì, kể cả những món khoái khẩu của trẻ trước đó trẻ ăn rất nhiều. Rồi hai là cái biểu hiện là gì? Ngậm đồ ăn này, rồi là lười nuốt này. Khi ăn trẻ thường có cái thái độ đây là không hợp tác này, ngậm đồ ăn rất là lâu này, và thậm chí là còn quấy khóc này, rồi là phun thức ăn ra ngoài này. Bữa ăn của trẻ là có thể kéo dài lên cả hàng tiếng đồng hồ trong cái sự chán nản của ba mẹ và của bé. Rồi đứa trẻ là gì? Nghịch ngợm này, không tập trung vào ăn uống. Ở cái giai đoạn trẻ bắt đầu tập bò này, tập đi này, trẻ rất là thích khám phá những cái điều mới lạ từ môi trường xung quanh. Chính vì thế đấy nên trẻ không chịu ngồi yên trong mỗi giờ ăn này. Nhiều bé hiếu động đấy, mãi chơi quên ăn, hoặc là có ăn cũng không hề tập trung này, phớt lờ khi cha mẹ bón cơm. Và khi mà trẻ gặp phải tình trạng biếng ăn sinh lý đấy thì sức khỏe của trẻ gần như không ảnh hưởng nhiều. Về chiều cao, cân nặng vẫn có thể duy trì ở mức ổn định, và các cái bệnh lý về đường tiêu hóa này hay là hô hấp cũng không có dấu hiệu gì gia tăng. Và khi mà cơ thể của con ấy đã thích nghi được với những giai đoạn chuyển đổi, sẽ ăn uống bình thường trở lại. Và tuy nhiên ấy, thì bố mẹ cũng cần phải lưu ý, vì không ít những trường hợp đấy biếng ăn có thể kéo dài hơn một tháng, và điều này có thể ảnh hưởng đến sự phát triển sau này của trẻ. Và chúng ta sẽ cùng nhau bàn qua cái giai đoạn mà có thể trẻ dẫn tới biếng ăn sinh lý. Biếng ăn sinh lý ở trẻ nhỏ đấy thì có thể xảy ra ở các cái giai đoạn phát triển khác nhau. Tuy nhiên, theo các cái chuyên gia về nhi khoa đấy thì nó thường tương ứng với từng sự thay đổi về mặt sinh lý của cơ thể trẻ, và cụ thể sẽ như sau. Cái giai đoạn mà trẻ 3 cho đến 4 tháng tuổi đấy thì thời điểm trẻ bắt đầu học lẫy này, ngửa cổ này, quan sát và khám phá môi trường xung quanh. Rồi tiếp theo là cái giai đoạn mà trẻ mọc răng đấy, thì những cái chiếc răng đầu tiên mọc lên sẽ làm lợi bị tổn thương, sưng đau hoặc là sốt. Và khi đó đấy, trẻ thường rất là khó chịu, mệt mỏi, và dẫn tới là trẻ không muốn ăn uống gì. Và đây cũng là một trong những cái tình trạng mà dẫn đến trẻ lười ăn, biếng ăn. Và giai đoạn thứ ba đó là giai đoạn mà trẻ từ 9 cho đến 10 tháng tuổi. Lúc này bé bắt đầu tập bò này, tập đứng này, tập đi này. Vì thế đấy mà trẻ rất là thích thú với những cái sự thay đổi mới lạ từ môi trường xung quanh, và những cái bữa ăn sẽ không còn hấp dẫn trẻ nữa, sẽ không còn kích thích như những bữa ăn trước đó nữa. Vậy khi mà trẻ gặp phải tình trạng đấy biếng ăn sinh lý thì ba mẹ sẽ phải xử lý như thế nào?
các cái trẻ nhỏ do thay đổi sinh lý trong giai đoạn phát triển của trẻ. Và ở những thời kỳ này đấy, thì trẻ cần có thời gian để thích nghi này với những thay đổi của cơ thể của trẻ. Chính vì vậy đấy mà mẹ không cần quá lo lắng. Và cái tình trạng này đấy thì thường chỉ kéo dài là gì? Một vài ngày này, hoặc chỉ có một vài tuần là nhiều. Tuy nhiên, để giúp cho con vượt qua đấy những cái đợt khủng hoảng thì mẹ cần thực hiện một số các cái cách sau đây. Cách thứ nhất đấy là hãy chia nhỏ cái bữa ăn cho con. Trẻ nhỏ đấy khi bắt đầu bước vào giai đoạn biếng ăn sinh lý thường sẽ lười ăn này, ăn rất là ít này, thậm chí là còn có thể bỏ bữa. Vì vậy đấy, mẹ nên chia nhỏ cái khẩu phần ăn cho bé và cho bé ăn thành nhiều bữa nhỏ trong ngày. Và mỗi lần ăn đấy thì ba mẹ cho bé ăn từng ít một, vừa đảm bảo dinh dưỡng, vừa khiến cho trẻ đấy không cảm thấy bị gì nhồi nhét, bị cho ăn quá nhiều, và trẻ cảm thấy dễ dàng ăn được cái đồ ăn trong bữa ăn. Và thứ hai đấy là hãy chế biến những các cái món ăn đa dạng này, đẹp mắt này, chế biến các cái món ăn đa dạng và trang trí các cái món ăn làm sao cho thật là đẹp mắt, bắt mắt hơn. Và như vậy thì mỗi một cái thực đơn bữa ăn đấy sẽ phong phú cùng với các cái hình thức đẹp hơn, sẽ kích thích con ăn nhiều hơn. Và thứ ba đấy là các bậc phụ huynh hãy giúp bé tập trung vào bữa ăn. Khi mà những đứa trẻ đấy không ăn nhiều thì các phụ huynh là gì? Không nên nuông chiều con quá, như là gì? Không cho con xem tivi này, xem điện thoại này, hay dùng iPad này. Khi đến bữa ăn mà hãy giúp con tập trung vào ăn uống, con sẽ không bị phân tâm này, mà sẽ ăn nhanh hơn. Và thứ tư, đó là chúng ta là gì? Không nên ép, dọa nạt hay quát mắng con. Khi mà thấy trẻ đã có thái độ không hợp tác, không chịu ăn thì mẹ hãy kiên nhẫn này, không nên dọa nạt, quát mắng rồi là thúc giục trẻ ăn thật nhiều, ăn thật nhanh. Điều này đấy có thể khiến cho trẻ là gì? Sợ hãi và ảnh hưởng tới tâm lý của trẻ. Và cuối cùng đấy thì cha mẹ cũng có thể bổ sung một số các cái men vi sinh cho con, bởi vì đấy việc bổ sung một số các cái lợi khuẩn men vi sinh đấy sẽ giúp ức chế sự phát triển của các vi khuẩn có hại và phòng ngừa một số các tình trạng rối loạn tiêu hóa. Đồng thời đấy thì việc bổ sung men vi sinh đấy thì sẽ giúp cho con là gì? Có hệ tiêu hóa khỏe mạnh này, sẽ kích thích trẻ là gì? Ăn ngon này, sẽ kích thích trẻ nhanh đói này, rồi là sẽ tạo cho trẻ cảm giác ăn ngon miệng này. Từ đó là gì? Trẻ thấy ăn ngon hơn, thích ăn hơn và sẽ giảm được cái tình trạng biếng ăn sinh lý. Và hiện nay trên thị trường thì cũng có rất nhiều các cái dòng men vi sinh để hỗ trợ trẻ biếng ăn, thì các mẹ có thể tham khảo một số các cái dòng men vi sinh từ các cái bác sĩ hoặc là từ các cái dược sĩ nhà thuốc. Thì ở đây bác có thể giới thiệu cái sản phẩm đó là Bioimmucan Gold, là một sản phẩm được rất nhiều cái bà mẹ tin dùng và mang lại cái hiệu quả rất là tốt trong tình trạng trẻ biếng ăn này, hoặc là trẻ nhẹ cân này, hoặc là rối loạn tiêu hóa. Và các bạn nếu mà cần thêm thông tin để hỗ trợ cho trẻ trong giai đoạn biếng ăn sinh lý thì có thể liên hệ theo số hotline để được các cái chuyên gia y tế hỗ trợ bạn, hoặc là bác sẽ trực tiếp hỗ trợ cho bạn về tình trạng trẻ biếng ăn.